Một ngày làm việc của một cặp đôi TikTok như thế nào? Làm gì làm thì sáng ra phải cho hai con bá này ăn trước cái đã. Sau đó tôi sẽ ngồi check lại một tí công việc rồi sẽ quay nha. Ui, đúng là cái mạch đang say ngủ mà. Tôi kêu mãi ông mới chịu dậy á. Mọi người có đoán được đây là tập nào không? Comment dưới đây cho tôi biết nha. Nhìn ổng lo nhau vậy mà dễ thương ghê. Ủa? Chưa đâu ra đây. Thôi, đi ra chỗ khác chơi đi. Hôm nay nhà tụi tôi có khách nè. Mọi người có đoán ra được đây là ai không? Các bạn đánh cho người con, rồi đánh cho bụng con. Còn đâu bác sĩ ơi, còn có sức còn phản kháng lại. Trời đất, diễn quá trời diễn gì mà phát ham luôn á. Khúc này ông Vịt đang take care cho bạn Leo nè. Diễn dai hơi xấu tí nên đầu tóc cũng phải rối bời nha. Nói chung người thành công thì không nên để thời gian mình rảnh chạy từ set này sang set khác mà muốn quải luôn. Nhưng mà vui, giờ mới được thở một xíu nè. Có thực mới dừng được đã nên tụi tôi dắt nhau vô quán bắp bay để ăn gà rán nha. Thôi. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Trộm vía hôm nay quán nó cũng vắng nên là tha hồ chọn chỗ ngồi luôn. Trời ơi, phải nói là lâu lắm rồi ông Vịt với tôi mới được ngồi lại cùng nhau ăn gà như vậy á. Rồi, mời mọi người nha. Chuẩn bị quay story nha em. What? Bruh. Yeah, hết một ngày rồi. Cảm ơn mọi người đã xem daily vlog của tụi tôi nha. Còn giờ thì bye bye.